con lấy cái gậy cho chú. Từ từ để cho. Dạ rồi chú ơi, cái đây cây gậy của chú, cây gậy của chú. Cái đàn con giữ cho chú đi xuống cho dễ. Dạ rồi, cẩn thận. Anh đỡ hộ. Rồi chú bước xuống. Đúng. Cái đàn của chú. Dạ cô. À, kính chào dạ. Kính chào quý vị khán giả, chú bây giờ là chú thím hai đã cập bến tại Vạn Phát, tại khách sạn Vạn Phát rồi. Bây giờ thì sẽ vô nhận phòng rồi cho cô chú trước, rồi xong mình xuống mình ăn cơm. Rồi. Dạ. Chú ơi, chú bên này. Đây đây chú. Dạ. Ồ, cái này đi leo lên cái cầu thang hơi ấy đó nha. Ủa chị vô đây bao giờ chưa? Chưa hả? Dạ rồi. Hoàng Anh lấy phòng rồi phải không? Rồi ok. Ồ, chẳng cái này lên cầu thang hơi khó nha. Khách sạn này là cái một trong những cái khách sạn lớn nhất ở đây đó chị hai. Dạ. Vậy hả? Mà ở bên kế cái bến phà của Cồn Khương. Dạ, kế bên Cồn Khương luôn đó anh cho chú hai. Rồi. Từ từ nghe, chú đi được không? Đúng không? Rồi. Nó lên tới cầu thang thì mình sẽ đi thang máy. Rồi, cứ từ từ đây. Đó. Đó. Cao dữ. Dạ rồi, cao dữ rồi. Dạ rồi, rồi. Còn anh chưa lấy phòng chưa? Có phòng chưa? Dạ, có. Ok rồi. Ôi nhạc. Nhạc. Không phải đi. Đây. Phòng mấy vậy hả anh? 421 hả? Dạ. Nói chung là khách sạn này là khá rất là đẹp. Mà tối nay là vợ chồng chú hai phải về giữ nhà. Dạ. Ở đây coi như nghỉ trưa đỡ thôi. Dạ. À, lát nghỉ trưa để chờ tối làm show. 421 hả? Oh, ok. 421. Chưa chút, tới luôn. Rồi đây. Cái gì vậy? Dạ tại mình mở lên đó. Thôi chú ơi, quẹo đây chú ơi. Đó. Trời ơi, ủa sao hai cái giường rời vậy? Yeah. Để cho hai người nằm chung cho nó tình cảm chứ. Chị cũng già rồi chú ơi. Chị cũng già rồi chú ơi. Thôi rồi đó. Đó. Ồ, đã ha. Cái giường đã ha. Rồi cái giường này đã thấy thương không? Chị cũng bệnh rồi, vợ chồng ở này ở vậy thôi chứ. Vợ chồng thì bỏ không được. Chứ chị bệnh này chị đâu nghĩ cái vụ đó. Dạ. Cái giường này nó dài lắm chú. Dạ dạ. Rồi, để cái gậy đây, cái gậy. Cái gì vậy? Móc đi. Xếp lên rồi. Rồi đồ đâu? Áo quần đâu mang vô lát đưa để đây vô cô chú luôn đi. Rồi móc lên. Treo áo quần lên móc luôn. Rồi đó.
Đi qua ha, ở lại ngủ một đêm cho đã ha. Lâu cũng được. Này. Ông sát bên nó chỉnh rồi. Rồi mát mát mát. Son nồi rồi nó vô nó quên nó không còn thấy. Trời ơi. Son nồi thì lo mà tiền thì không lo. Tiền trời đất. Cũng, tiền thì cũng lo mà cái sống mình cũng phải lo chứ không có tiền không có lâu nấu ăn được. Treo đồ lên đi, để lên trên đó. Đó, treo đồ lên rồi lát nữa chiều cô chú thay lát nữa cô chú thím thay thôi. À, thưa quý vị các bạn, nói thật ra thì với một số người ha thì mở ra đây chắc có khi thấy bờ sông luôn á. Ủa không thấy. Ủa cái này không mở ra được. Thấy mở ra gì cho sáng. Ôi thấy sông luôn nè. Đó. Mở ra cho sáng sủa. Đó. Đứng đây nhìn xuống là thấy cái phà của nhìn ra là thấy cái đó bến phà chú Hai đó. Đó cái đó là cái tàu phía trước mặt chúng ta đang là cái tàu tối nay đó chị. Tối nay mình sẽ diễn trên sẽ làm trên cái tàu đó đó. Đó, dạ còn cái phà của anh Hai là có bến phà bên kia kìa, kế bên. Đó. Dạ để ở mấy chục năm thì chưa bước chân qua đó ai. Dạ, thấy thương không? Đó. Khổ lắm bà con ơi. Đó, ở kế bên 4 sao mà chưa vô. Kế bên cũng vô 4 phương trời. Dạ. Ở kế bên mà giống như là nó cách xa một nửa vòng trái đất. Đúng rồi. Nửa vòng trái đất thiệt không? Không phải, tại vì... Dạ, làm sao có điều kiện? Dạ, dạ. Ở gì chứ qua rồi, qua lại là... Sao mà có... Thì với một số bạn thì mình cái gì mình lưu trú ở những cái nơi mà nó đầy đủ điều kiện giống như những khách sạn mà 4 sao 5 sao vậy thì nó là cái điều rất là đơn giản ha. Mà đến lúc nhiều lúc mà mình nhiều khi mình cứ cảm nhận là giống như là cái chuyện đó là chuyện mặc định nó như vậy đó. Còn đối với giống như những cái người giống như chú Thím Hai thì chắc chắn là nó chưa bao giờ hình dung là có một cái nơi mà ngủ mà nó hoành tráng, nó sang trọng, nó sạch sẽ và nó êm ái như vậy. Đúng không anh Hai? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Anh Hai rờ, chú Hai rờ cái giường trong cái chỗ cái giường này nó êm quá. Đó, nằm đất bao nhiêu mấy chục năm trời. Mà cái xi măng nó cũng muốn bể hết rồi. Dạ. Mà chủ nhà trọ dở theo lẽ người ta sẽ làm lại cho nó đẹp. Thôi giờ. Dạ. Dạ rồi thôi giờ anh chị tắm rửa ráng chút hang rồi xong cái xuống ăn cơm. Rồi tối là bắt đầu là. Thôi chú ăn đi chú ăn. Cái ăn rồi. Rồi chú này ăn đi chị ăn rồi đó. Dạ. Ăn không. Rồi xong xuôi chứ mà. Dạ hả? Ăn thôi thôi xuống ăn bữa ăn nhẹ nhẹ để nó lót dạ chứ. Được rồi, tại vì cái bụng nó không đói thì xong ăn vô. Ừ. Rồi bụng nó không đói sao ăn vô cái nói như ăn no rồi đó mà rồi từ giờ tới chiều là không ăn gì luôn sao mà sao được. Sao mà chờ sao mà biểu diễn được được không có sao dễ gì thôi chắc có khi là chiều thôi để cô chú nghỉ ngơi đi rồi mấy giờ mình tính cái giờ thì nó cái gì nó nghe nó báo anh chị ha dạ. Nha. Rồi, ok. Tôi ở ngoài cũng vậy, đi bán ở chợ đó. Rồi, bên kia xà lan cát, hôm nay tàu chạy qua chạy lại. Để. Rồi, kính chào quý vị các bạn. Rồi sau khi đã yên vị cho chú vợ chồng chú Hai Liêm rồi thì mình cũng có mời chú cô chú xuống đi dùng bữa trưa với mình. Hiểu nhung đã ở khách sạn 4 sao rồi thì xuống ăn luôn bữa cơm 4 sao. Nhưng mà cô chú thì có vẻ là cô chú đã ăn rồi hay sao đấy. Cô chú nói thôi từ chối không ăn.
là mình buồn ghê. Lương mới, lương đồng 300 gram, lương 10 con, lương gói đâu gram, đủ biết. Lương đồng 300 gram. Ở, và đây là cái bữa cơm trưa, mình lần đầu tiên mình ăn cơm trưa ở tại Vạn Phát Riverside. Cái quán ở đây rất là vui, là ngồi đây là mình ăn món gì là tất cả làng đều biết hết. Đó. Ở bên kia sông cũng biết luôn, tại vì bên đây có anh đọc món. Nhưng mà rất hấp dẫn nha. Đây là mình xin giới thiệu với bà con qua đây món chạch đồng chiên giòn. Trời ơi, cái món này mà nhậu là xỉu luôn. Mà tối nay còn nhiệm vụ cho nên không thể nhậu được. Còn cái món này là gà. Gà kho sả hả? Ừ. Cái màu nó nhìn là lạ ha. Nó giống như giống bò kho. Rồi đây, còn đây là món ruột của mình đó. Trứng chiên. Rồi thử review chút. Tiếc quá chú Hai không xuống ăn rồi. Nãy đưa chú Hai lên nói cho thấy chú Hai ngồi xuống cái giường mà chú bóp bóp cái nệm, cái xong chú bảo trời ơi, cái giường này sao nó êm quá, nghe thấy thương hết sức. Thật ra với một số người chúng ta có điều kiện ha, tức là các bạn trẻ nhiều khi mình có điều kiện mình không biết, nhiều khi mình không có biết tri ân những cái quà tặng cuộc sống, đúng không nha? Đi theo mình ở tầng là 4 sao với 5 sao riết quen rồi. Có những người chưa cả đời luôn chưa bao giờ được bước vào một cái khách sạn mà nó lịch sự, nó sang trọng, và cũng chưa bao giờ được ăn một cái bữa cơm đầy đủ. Mình vẫn còn nhớ là ngày hôm qua là lúc mà qua chú ngay kế bên Hồng Khương đó, chú chờ mình mà lúc đó 1:00 PM mà chú chưa ăn cơm. Rồi bữa nay cơm ngon không có chú. Thôi để cô chú nghỉ ngơi chút xíu để chú có sức chiều nay chú trình diễn với bà con. Rồi bây giờ xin giới thiệu món ăn. Ăn trứng không? Rồi. Rồi ăn trứng, bổ trứng. Rồi đây. Ăn trứng, bổ. Gì vậy, gì là bấm điện thoại lên, quên bấm mic lên. Dạ. Nga lúc này hot quá. Sao anh thay áo vậy? Hả? Sao anh thay áo vậy? Sai rất con rồi. Rắc co gì tầm này? Lan Quế Phường gì tầm này? Quá. Trên dưới. Ăn trứng chiên mà nói chuyện Lan Quế Phường. Quá. Đó. Không thèm bới cho thầy một miếng cơm nữa. Nó lo thân nữa không à? Ê thôi. Dạ thầy. Trứng chiên ngon quá. Dạ em mời anh chị. Dạ. Đang chờ tô canh chua á. Ăn cái cùi mặn. Nhớ quay nhiều người nha. Đừng quay chỉ cho mặt anh hoài. Bị người ta nói đó. Quay không khí rồi. Nghe giọng nói anh văng vẳng rồi. Đó. Dạ, xin giới thiệu với quý khán giả. Đây là anh Sơn. Đây là người yêu của anh Sơn. Đó. Mới đi đâu Cần Thơ cái là vớt được cái cô này. Mặc áo caro đỏ rất đẹp. Cô đó giống như là người giống như Việt kiều Mỹ á. Giống như là nhìn rất là giống như người Hàn Quốc. Không. Giống như là người nước ngoài á, đó, tóc vàng vàng mà mũi rất cao. Còn ok thôi, mà anh đi cho anh đến từ Hồng Kông, từ Đài Loan. Hồng Kông giờ đâu về được. Rồi mình thử cái món chạch đồng chiên giòn, ngon quá. Đây. Dạ em cảm ơn anh. Bốc luôn đi nè. Nói cho Quân nè. Bóc lượng con đi kìa. Ngon quá. Có mắm mè. Nha, hậu đậu quá. Chạch đồng. Rồi thử cái món giống cà ri phải không? À nha. Dạ. Phải nó không? Dạ đúng nó rồi.
Đây, vua phao câu, nữ hoàng phao câu. Nữ hoàng phao câu. Rồi, mình làm thử. Thấy cái nước nó nhìn hấp dẫn quá rồi bà con. Ồ, nó nhiễu. Ngon nha. Còn ăn cái quán này, ăn ở chỗ Vạn Phát này sung sướng nhất là ngồi cái bờ sông, gió mát rười rượi. Này máy lạnh, mà máy lạnh của máy lạnh thiên nhiên, nó mát mà dễ chịu vô cùng. À, xin được gửi lời cảm ơn đến ban quản lý của khách sạn Vạn Phát Riverside, nằm ở số số 2 đường gì ta? Nguyễn Văn Cừ. Số 2 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế đúng không? Dạ. Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nằm ngay sát bờ sông. Cảm ơn ban quản lý và bạn khách Việt Sài đã hỗ trợ cho ekip của Khâm An thực hiện chương trình show diễn cuộc đời. Và hy vọng rằng là để tập tập thứ 2, nếu như chú Thành Điền đủ sức khỏe thì mình cũng sẽ thực hiện tại đây, bởi vì không khí ở đây rất là hữu tình và điều kiện tổ chức nó cũng dễ nữa, mát mẻ, rất là thích. Bây giờ các bạn mà về Cần Thơ thì mình nghĩ là cũng nên thử ở khách sạn một lần. Ở đây thì có nhiều lựa chọn lắm, nhưng mà mình nghĩ cái khách sạn Vạn Phát này có nhiều lý do để các bạn nên lưu trú tại đây. Và cứ nó đọc Pass Coleman chắc chắn sẽ được giảm giá nha. Còn nếu không được giảm giá thì bà con nhớ gọi điện thoại complain với Nga Thời Chua. Số điện thoại là 0936 842 505. Trời chết. Ăn không review gì hết, không nói không răng gì hết. Xin chào quý khán giả. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nè. Lo lắm sợ ấm. Bữa giờ coi như nhiệm vụ của Nga Thời Chua là đến đây coi như tạm ổn, đúng không? Dạ. Đã coi như được tình cảm của Mạnh Thường Quân đã gửi về cho chú Hai Liêm mà thông qua Nga Thời Chua. Con số nó cũng khá ổn, cho nên là bạn và bạn khỏe lắm. Mặt bạn tươi rói à, cách đây 2 bữa thôi là coi như xanh, mặt xanh đèn lét luôn. Dạ lo. Thôi món tiếp đi con ơi. Đang ngon quá, con cho đừng gián đoạn không. Ngon chứ bộ hả? Dạ ngon. Gà ngon á. Chỉ có cái màu nó hơi giống cái màu bò kho, hơi giống cái màu cà ri chút. Cái gì? Còn roti. Rồi cái vị ăn rất là vừa. Thôi ra tô đi con, ra tô cho nó dễ. Hỏi món này gì con? Dạ, bông điên điển xào tép. Hay là tép xào bông điên điển? Như chú thấy tép xào bông điên điển á, tại thấy tép nhiều quá đó. Hấp dẫn quá. Ủa sao để hai cái dĩa mà xa như vậy? Rồi, con anh chuyển qua kia. Đây, đó. Quá hấp dẫn. Thử miếng nha bà con. Ờ, tép rong xào bông điên điển nè. Hấp dẫn không? Ừ, thơm rồi. Tép ngọt ha. Không phải món mình. Cái vụ đọc phiếu này là cũng rất là giúp cho thực khách yên tâm là món mình đã có trên list mà chưa nghe món canh chua của mình. Mình canh chua cá ông lao đúng không? Ủa tới rồi hả? Quá xuất sắc.
Còn quá. Nãy giờ thấy thiếu mà hóa ra là quên cái ớt. Sướng thiệt chứ, ngồi đây ăn mà mát. Ừ, ăn ngủ gục luôn á. Rồi hết một chén cơm rồi đó. Ờ, cá rồi, quá trời cá luôn, ngon. Cá này cá bông lau hả? Dạ đúng rồi, cá bông lau. Cá bông lau này là nó không có, nó chỉ sống trong tự nhiên thôi. Thêm một điểm cộng nữa là nấu sát bên bưng vô luôn. Ồ wow, đây cái tô. Đây đây tí. Ngon quá. Rồi, xin phép. Rồi, cái tô này chắc có nguyên con cá quá. Quá trời luôn. Rau hả? Cái này kèo nèo hả ta? Đúng rồi. Đúng không? Vui thiệt luôn. Ủa? Sao để cứ kỳ vậy? Để sức qua bệnh. Không có cái này ra cái. Nói chuyện quá. Vậy thì cái này em xích qua miếng. Ừ, xích qua miếng đó. Thả đi đó. Đúng rồi. Em khéo lắm. Chia cho nó đều. Rồi đây mời quý vị. Đó, cái cục này nè. Trời ơi, nhìn cái. Ui. Ồ, béo ngậy. Béo ngậy luôn. Ê, hay quá. Xuất sắc. Mở hả? Cá ăn sống. Vậy mà đòi làm cá. Mở cá. Mở cá nó nhiều. Béo quá bà con ơi. Ôi. Nó béo ngậy luôn. Không thốt. Thường là cá bông lau nó rất ít mỡ mà sao cá này nhiều mỡ vậy ta? Cá con lai hú á. Này chắc bông lau lai hú á. Linh ơi, Linh. Không mỡ hả? Béo ngậy luôn á. Ngon quá. Con lấy nước không? Không được không nha chị Nga ơi. Ô, Mirin đang lên sóng. Làm miếng kèo nèo đi. Kèo nèo chấm với nước mắm chế vô ớt đúng không? Rất tiếc là cái bữa cơm này rất là ngon. Mà mình tin chắc là nếu mà chú hai mà được ăn cái bữa cơm này chắc chú hai cũng sẽ rất là nhớ. Tại vì mình nghĩ chắc mấy chục năm mà có khi chú chưa bao giờ có cái bữa cơm mà nó thịnh soạn và nó ngon vậy, rất là tiếc. Ngon quá. Rồi, xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Rồi. Bữa cơm trưa tại Vạn Phát. Rất là ngon. Rất là dân dã, mặc dù đây là khách sạn 4 sao. Canh chua ngọt quá, ngon quá. Tỏi nữa, có vị tỏi nữa.